Em Tuấn xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay thì em có một kiện hàng hoàn về. Đây là một chiếc mũ bảo hiểm cát dòng Wasabi. Cái này đơn hàng này em gửi cho một bác cũng cùng quê với em, bác ở Hải Dương. Thế nhưng mà bác nhận hàng thì bác từ chối nhận với lý do là chất lượng mũ không đạt yêu cầu, không đạt yêu cầu của bác. Hôm trước thì cái mũ này em đăng lên thì có rất nhiều bác quan tâm. Thế nhưng mà em đã chốt cho bác ấy rồi thì những bác khác thì lại không 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 mua được. Hôm nay em đăng lại coi nhá. Bác khách coi cái bảo cái hàng này là hàng 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 của tàu khựa bác không lấy. Thì em cũng đã cam kết rồi, em đã cam kết với tất cả mọi người rồi là hàng em bán ra chỉ bán hàng chính hãng thôi. Thế nhưng mà có giải thích như thế nào thì bác cũng không tin. Đấy, em cũng thực sự là rất là thất vọng. Bác ấy bảo em là thằng lừa đảo cái nọ kia. Đấy, em đã cam kết chất lượng, nếu mà là hàng không phải hàng chính hãng thì em tặng mũ cho bác, nhưng mà bác ấy cũng không tin. Thì hôm nay em đăng lại các bác nhá. Em đăng lại thì để xem bác nào mà có nhu cầu thì có thể alo lại cho em Tuấn ạ. Đấy, hàng hoàn về đây các bạn, chán lắm. Em cho khách kiểm tra hàng mà, cho khách kiểm tra hàng trước khi nhận, khách có quyền kiểm tra hàng trước khi nhận, đúng mô tả của em thì khách nhận. Thế nhưng mà bác ấy em có giải thích như thế nào thì bác cũng không tin, và bác ấy bảo em là thằng lừa đảo. Đấy, cái mũ hoàn về đây. Và em sẽ chỉ ra cho các bác thấy là hàng nó như thế nào các bác nhé. Đây là một chiếc mũ cát này. Mũ cát. Dòng này có model là cát Wasabi. Đây tem GCF đây các bác nhé. Tem GCF là cái tem chứng nhận an toàn của Nhật này. Tem GCF. Đấy. Rồi đây là tem mác. Tem mác em đã quay rõ ràng trong video trước, em cũng đã quay rõ ràng rồi các bác nhé. Cát là một thương hiệu của Ý này. Sản xuất tại Ý này. Đấy, size của mũ là size M, tức là các bác có vòng đầu từ 52 cho tới 58 cm. Trọng lượng của nó là 280 g. Đấy, đây là chữ nghĩa nhá. Model này, model là Wasabi. Các bác có thể tìm giá của cái dòng mũ cát này ở trên trên mạng. Các bác lên trên Google, các bác gõ là cát. Các bác gõ là cát Wasabi. Đây, cát Wasabi là nó sẽ ra giá các bác nhá, giá mới của sản phẩm. Cái mũ này giá mới của nó cực kỳ cao. Các bác sẽ phải bỏ ra tầm khoảng từ 8 đến 10 triệu cho chiếc mũ này các bác nhá. Đấy, và tem mác thì nó như thế này đây. Mũ thì ở trên cái phần dây của dòng cát chính hãng này bao giờ nó cũng có ghi là Italia made này. Đấy, sản xuất tại Ý này. Đây, em sẽ quay chi tiết từng cái bộ phận một này. Đây là khóa của mũ. Khóa mũ như thế này các bác nhá. Để bác nào mà am hiểu thì bác có thể giải thích cho bác khách đấy giúp em. Còn em thì hàng thì em đã cam kết rồi, cam kết là hàng chính hãng rồi. Chính hãng 100%. Hàng hóa mua thì có giấy tờ hóa đơn chứng từ ảnh bên Nhật có. Thế nhưng mà giải thích thế nào thì bác cũng khách bác cũng không tin. Bác ấy bảo em là thằng lừa. Em là thằng lừa đảo. Em dám bán mũ fake, dám bán mũ Trung Quốc. Nói chung là Trung Quốc hay là Ý thì em cũng đã cam kết rồi. Và cái mũ này là hàng chính hãng, em cam kết là hàng chính hãng cho các bác. Đấy, tem mác nơi sản xuất là nó cũng có rõ ràng đây rồi. Thế nhưng mà chỉ có cái là cái ở cái túi đựng này các bác này. Bác ấy bảo là cái túi đựng này là nó có dòng chữ sản xuất tại Trung Quốc. Đây là cái túi đựng mũ các bác nhá. Túi đựng của cát này. Đây, trong này chắc là nó có cái tem China ở trong này thì phải. Đấy, chính xác. Cái túi này nó sản xuất tại Trung Quốc, PRC này, PRC là Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Trung Hoa đấy. Đấy, chỉ vì cái túi này thôi mà bác ấy đổ cho em là cái thằng bán hàng tung của, thằng bán hàng fake, thằng bán hàng lừa đảo. Đấy, cái túi này là sản xuất tại Trung Quốc thôi nhá, Made in PRC là Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Trung Quốc này, Trung Hoa này. Mũ thì nó sản xuất một nơi, còn cái túi này thì nó sản xuất một nơi. Đấy, nó là cái điều rất bình thường các bác nhá. Nó là điều rất bình thường thôi, bởi vì là không thể ý người ta không thể ngồi người ta gia công ra cái túi này được, mà người ta sẽ sản xuất từng bộ phận ở những cái thị trường khác nhau thôi nhá. Đấy, giống như kiểu là cái điện thoại mà các bác hay dùng ấy, ví dụ như là cái màn hình thì nó sản xuất tại một nơi và cái vỏ nó sản xuất tại một nơi, khi đó thì nó sẽ lắp ráp tại một nơi.
đấy, chỉ có cái túi này thôi, cái túi này là China này, còn mũ thì đây, mũ thì tem mác chữ nghĩa là tất cả là có rõ ràng hết rồi các bác nhé. Đây khóa em đã quay chi tiết rồi, khóa mũ thì nó như thế này đấy, hàng cam kết là hàng chính hãng mua từ Nhật về. Đấy, hóa đơn chứng từ giấy tờ và hình ảnh bên Nhật là em có hết, cam kết với các bác là hàng chính hãng 100%. Nếu mà không phải hàng chính hãng thì em tặng luôn các bác nhé. Đây cái mũ này thì nó sẽ có cửa gió này, mùa đông mùa hè đội ok, mùa đông thì đóng lại, mùa hè thì mở ra, rất là thoáng ạ. Và giá em để cho các bác là 2.500.000 các bác nhé. Hôm trước em bán cho bác đây cũng là 2.500.000 đấy. Đây 2.500.000 này. Đấy. Và em cũng xin phép là từ chối bán hàng cho bác Xuân Quang ở Kim Thành Hải Dương nhé. Lần sau thì em sẽ không bán hàng cho bác nữa, bởi vì là bác đã hạ thấp danh dự của em như vậy và em có giải thích như thế nào thì bác cũng bảo em là thằng lừa. Thì tốt nhất là lần sau em sẽ từ chối phục vụ bác. Em sẽ nhường cái cơ hội này để cho bác nào mà có nhu cầu sử dụng thì alo cho em Tuấn HD qua số điện thoại em để ở phần tiêu đề của video. Đấy, và ghi ở phần góc video các bác nhé. Một chiếc mũ cát dòng Wasabi, giá mới cực kỳ cao, 8-10 triệu. Còn giá em bán lại cho các bác với giá là 2.500.000 các bác nhé. Mũ thì hình thức thì còn đẹp luôn, đẹp keng luôn. Đấy, cái này là vết, này là vết bẩn, vết bẩn hôm trước là vận chuyển đi vận chuyển về thì nó có bẩn thôi. Rồi, vòng đầu từ năm 2058 các bác nhé. Cảm ơn các bác đã xem video của em Tuấn HD. Xin chào tất cả mọi người.